thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. Hey. We can fly, fly through the sky. We can fly so high. Gia đình là số một. 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 Chà, không ngờ anh cũng khéo tay của ta. Trang trí cây thông Noel á, nhìn cũng đẹp dữ. Đương nhiên rồi, cái gì mà anh nhúng tay vô á, đều đẹp hết á. Em đốt đuốc hết Sài Gòn rồi đi. Em kiếm có một người chồng cũ nào tốt với vợ như anh không? Một người chồng mẫu mực, chuẩn không cần chỉnh. Thầy gớm. Người thầy gớm. Nín, nín. Con trai của mẹ. Chắc là đói bụng rồi. Cha nào con nấy ha. Đẹp trai như ba đó chứ. Anh nghĩ sao vậy? Cái đẹp trai như vậy á là nhờ giống mấy cái nét đẹp của em. Anh nhìn đi nè, cái mũi kìa cao và nhỏ xíu à. Còn cái miệng giống như hình trái tim. Nhất là con mắt đó nha. Con mắt to trời giống mắt em vậy. Anh nghĩ sao vậy? Sao giống em được? Giống anh chứ. Mắt to to nha anh. Miệng nó rộng nha anh. Anh nói anh sao giống nè. Anh nhìn kỹ đi, anh nhìn kỹ con mắt của anh đi. Con mắt của anh nhỏ xíu hả? Còn nhìn con mắt của em đi, mắt em cũng mới to nè. Còn cái mũi của anh nó là bự gần chết hả? Mũi em thì mới nhỏ. Còn nè, cái miệng của anh đó, thấy không? Cái miệng của anh làm sao mà hình trái tim giống như cái miệng của em được? Cái miệng của em là cái miệng ăn nhiều, miệng bà tám. Mắt của em mắt lộ. Cái đó nó đẹp giống em hả? Phải đẹp giống anh, chuẩn như anh. Đẹp giống em nè. Cái nét của nó đúng là cái nét mà kiểu gọn gàng, thon gọn luôn á nè. Nhìn đi, để đi cái miệng trái tim của em thấy không? Còn nè, cái mũi của anh nó là bự gần chết, thì nó là con giống anh. Chỉ sao vậy? Giống anh. Giống em. Giống anh. Giống em. Thôi được rồi, giống cả hai được chưa? Để thì còn được. Nè anh hả, mang cái thông Noel này mang qua bên đó đi, xong rồi xuống dưới dọn cho mình ăn nha. Cái gì vậy? Giống anh ô sinh vậy? Thì anh mới nói anh là một người chồng tuyệt hảo nhất trên thế gian này mà còn gì nữa. Khi người yêu đã bỏ ta đi, buồn ơi ta xin chào mi. Tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi, ra coi cái thông Noel đẹp lắm nha bà ơi. Buồn ơi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, ê bà, hãy đến với ta. Ủa, mà sao tự nhiên nằm đóng vậy? Tôi kêu bà ra coi cái thông Noel kìa, bà không nghe hả? Nghe hết, thấy hết. Làm sao vậy? Bộ bị bệnh hả? Chắc vậy quá. Vậy bệnh gì, có uống thuốc gì chưa? Chưa. Ngồi dậy tôi coi coi. Ủa? Đâu có nóng gì đâu. Có. Nóng trong lòng. Là anh sao? Cái bà Diệu Hiền này thiệt tình. Dạo này bà bị sao á? Vụ gì? Không biết nữa. Gần đây mặt bà cứ mù hiu à. Chắc là cô có tâm sự đó. Thôi cứ để cho cô bình tĩnh lại đi. Mà nấu ăn xong chưa vậy? Sắp xong rồi nè, qua anh nếm thử đi. Có gì ăn không? À, trời. Trời, nấu gì mà thơm ngon dữ vậy? À cô Diệu Hiền nè, tụi tôi sắp dọn cơm ăn á, ăn chung cho vui ha. Ừ, tí vô ăn chung cho vui. Nè thử đi. Đụng đó. Được, ngon mà. Nha, vô ăn cơm vui nha. Thôi hai người ăn trước đi. Tại vì em chưa có đói, tí nữa em đói em ra ăn sau nha. Ăn đi, lâu lâu tôi mới tổ trài đó. Thôi thầy Phúc với lại Kim Chi ăn trước đi. Nó đầy bụng quá. Sao vậy? Cái bà này. Chắc là cô có tâm trạng, ăn không có vô.
Sao hai người đó đã ly dị rồi mà vẫn còn tình tứ quá vậy? Ôi đẹp quá nè con. Rồi xong rồi xong rồi. Cái này khỏi hả? Không đủ rồi anh, em thấy vậy là đủ lắm rồi đó. Anh tắt đèn thử coi. Tắt đèn, mở đèn lên. Mở lên. Wow. Đẹp quá. Lung linh luôn. Ủa cái gì mà nhà cửa tối thui vậy? Ba. Hả? Đẹp không? Ủa trời đất ơi, mỗi năm đâu có làm cái này đâu, nay làm gì vậy con? Quên, con không có nói cho ba biết là tới bữa Noel á, con định tổ chức buổi tiệc nhỏ nhỏ nhà mình nè, rồi con mời mấy người phòng khám mình á với lại số bạn bè tới chơi. Ba thấy sao? Được á. Nghe ăn có được mà mỗi năm đâu có làm đâu, nay là mời mọc chi cho nó tốt kém vậy? Không thì con thấy lâu lâu có tiệc ở trong nhà mình cũng vui. Vui đúng không mẹ? Vui mẹ, mẹ ủng hộ con. Dạ. Ba có tiệc là sẽ có nấu ăn, sẽ có những món nướng đồ. Nghe có ăn cái nhào vô hào hứng lắm. Trời ơi, tốt kém gì đâu, để tôi lo. Ờ muốn làm gì làm. Ba con càng già càng khó ưa. Không, cái chịu sời mà khoái đó, muốn làm gì làm. Sời. Văn quá, thì nãy là cái chuyện rất là văn luôn. Xin lỗi đi mà. Ủng hộ nghe nhờ, mời bạn bè đông 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 cho vui con. Dạ. Đẹp quá. Ba. Úi trời ơi, đâu xuất hiện ở đây vậy? Có chuyện này muốn nói với ba. Chuyện gì? Chuyện này rất rất quan trọng luôn á ba. Nói đại đi Úc, mở hoài. Theo cái thông tin mà con nhận được. Sao? Công ty Bình Minh chuẩn bị sát nhập vào một công ty khác. Hả? Giá cổ phiếu Bình Minh sẽ tăng lên liên tục. Trời ơi. Chắc chắn một điều như vậy. Nhưng mà ba đâu có tiền mà mua. Ba bán cổ phiếu ở bên công ty cũ đi, ba mua cổ phiếu bên công ty Bình Minh hết. Trời ơi, công ty cổ phiếu nó đang xin lời mà bán cái gì con? Bậy ba, cái thời điểm mình chọn mới là quan trọng. Khi ba bán cổ phiếu bên này, ba mua cổ phiếu bên này, ba sẽ lời gấp 5, gấp 6 lần. Con chắc chắn một điều như vậy. Được không? Ba, bao nhiêu lần con gãy rồi ba? Con thông minh lên liền chứ ba? Trời ơi, mà làm gì mà xin lời. Trời ơi, đưa con. Được, thì cũng được đi mà nè. Dạ. Mà nếu như mà bà có làm là mất tiền bạc của ba đó, thất thoát tài sản của ba, chuyện này là bà giết con à. Ba tin con đi ba. Cho con thể hiện với ba một lần, phải không? Ba sẽ thấy con không phải thằng bất tài. Vậy làm đi. Vậy nha ba. Ủa sao anh có mặt đây vậy? Anh vô có chuyện muốn nói với ba. Ngồi đi. Ba con có chuyện muốn nói với ba. Ủa có chuyện gì nữa con? Vậy ba nói chuyện với vợ con nha. Con với ba cứ theo kế hoạch mà làm nha ba. Làm liền. Hãy tin hả con? Gì con? Ba, con cần thông tin với hình ảnh để quảng bá cho phòng khám mình á. Cho nên con muốn nhờ ba. Dạ. Quá trang. Quá trang sao? Quá trang bất ngờ trong đêm Noel á ba. Quá trang bất ngờ là sao con? Ba yên tâm đi, lần này á con sẽ tạo hình cho ba, làm nổi bật lên hình ảnh của ba. Một người nhân hậu, yêu trẻ con. Yeah. Ok. Echo. Ok. Alo. Để xác nhận với anh ạ. Anh thấy cái resort này á có được không? Thì sao? Đang định á, Noel á, mình sẽ tới đây chơi. Em muốn đón Noel nữa chứ đó. Em sao vậy? Chưa dự tính Giáng sinh rồi. Với lại năm nay á, có một nhạc ra đời nè. Làm sao đi được? Anh này, chỗ này á nó rất là đắt, rất là hot, mình phải đặt sẵn từ bây giờ, coi như là kế hoạch ấn định sẵn. Nữa em lúc nào bần bộ hết trơn á, mấy lần trước em đặt là đặt đó mà không đi không được, mình lỗ lần đầu cũng vậy, tới đó hay tới đó, hiểu chưa? Lỗ có sao đâu anh này,
người ta hả, có bầu vậy muốn vậy cũng không chịu, nó không chịu chiều người ta nữa. Ấy á, ấy á, đừng con nó đạp rồi đi cũng tao. Có đi làm mẹ nó làm mẹ nữa nha. Trời ơi, con nhân đặt không, nếu không là nó đạp hoài đúng ta. Nhưng mà đỡ đó, để đặt, để đặt luôn. Đặt luôn bây giờ đi, giờ nó cũng đi liền lắm á, bây giờ phải đặt trước đi mà. Đặt. Đưa em đi. Hết đau rồi. Dùng nhấn cho mẹ hết đau rồi nhanh nè. Trời quá. Con quỷ việc cái nha. Ừ, vậy nha. Ờ, đúng rồi. Xin lỗi, tại vì lâu quá nên quên. Vậy anh vui lòng xác nhận lại chuyện đặt phòng và chuyển khoản phần còn lại vào hôm nay được không ạ? Ờ... tại vì mọi chuyện cũng đã thay đổi rồi. Vậy anh có muốn hủy phòng không ạ? Để chút đi, cho tôi đến cuối ngày nha. Tôi sắp xếp công việc rồi tôi gọi tôi xác định lại nha. Sao bà lâu quá ta? Trời ơi là trời. Trời ơi ba, hợp lắm luôn, đẹp lắm luôn. Hợp cái gì, cái quá mất nhà mà con nói với ba là cái này đi hả? Dạ. Trời ơi, sao gì ba vậy, rồi mấy mốt rồi người ta biết người ta cười ba chết luôn á. Sao cười được ba, nhìn ba rồi ơi, ngon lành quá trời luôn à. Ngon lành cái gì, bận bộ đồ này suốt một đêm, chắc năm sau ngày này đám giỗ ba. Bảy rồi, trời ơi, ta đang ngày vui mà. Chút xíu con với ba phải diễn sâu chút xíu nha. Diễn sâu là diễn sao ông? Nghĩa là con với ba phải làm không khí vui vẻ, mình diễn như không diễn để vợ con chụp hình post Facebook. Với lại con nói ba nghe nè, ba là giám đốc phòng khám đúng không? À. Mình phải hưởng ứng những cái dịp lễ Tết như vậy thì người ta thấy mình hợp thời tân tiến chứ ba. Đẹp lắm ba ơi, có ông già Noel nào mà cái râu mé một bên chứ. Được rồi. Bà Khánh ơi, bà cho tới nè, xuống tiếp bác đi. Đi. Bây giờ mình chụp một tấm hình nha. Lưu niệm với chú Tuần Lộc nè. Cười lên nha, tự lên. 1, 2, 3 là đưa tay lên nha. 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Khoan, bây giờ nhân vật chính xuất hiện. Ủa, nhân vật chính xuất hiện hả? Nhân vật chính xuất hiện. Ông già đây xuất hiện. Quá lấy quà. Ông già Noel chào các con thân yêu. Bây giờ ông già Noel tặng quà đây. Tặng quà cho cháu gái. Con cảm ơn ông già Noel. Ừ, dễ thương. Tặng quà cho cháu trai. Con cảm ơn ông già Noel. Ước gì ông già Noel là ông nội của con. Bà thấy chưa? Sao? Từ lúc tôi mặc bộ đồ rồi vô, cái giá trị tôi tăng lên hẳn. Ông biết sao không? Trời ơi, tại vì mấy đứa em thiếu nhi là biết ông già Noel lúc nào cũng là tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Trời ơi, tôi nè, tôi cũng mê ông già Noel nếu nó tặng quà cho tôi. Muốn tặng quà không? Tặng nhẹ đi. Tặng nhẹ. Ông già Noel này ghê quá. Già Noel tặng quà cho bà xã là phải vậy chứ. Vui lên nào. Ai vậy? Đợi xíu. Ủa? Anh qua đây làm chi vậy? Nói gì vậy? Nói vậy là ý muốn anh đi về đi đó hả? Ở bên nhà ăn uống ồn quá cho nên trốn qua đây. Mà Diệu Hiền đâu rồi? Đi ra ngoài mua đồ rồi. Cái gì vậy? Em đang viết bài mới hả? Bên mì ăn liền á đang đặt em viết một bài quảng cáo. Giờ em đang viết nè. Ê, hay là bây giờ có anh ở đây, em hát thử xong rồi anh cho em ý kiến nha. Ờ. Nghe thử nha. Bài để tâm huyết của em đó. Cùng nhau ngồi ăn mì là ăn tì tì,
cười khì khì, nói mì là mì khó chê, mì khô mì ướt đều là mì hết, chê biên kiêu nào thì mì cũng chỉ là mì thôi. Sao 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 mà hát gì mà kiểu vậy? Bên đó mà nhận cái này của em chắc phá sản quá. Em sáng tác sao mà nó không chê? Mệt thiệt á. Ngày mai á họ là giao cho người ta rồi mà em còn chưa sáng tác xong nữa nè. Giờ sao ta? Không được hả? Nè, em còn nhớ năm trước á, mình có đặt phòng ở resort tình yêu. Ngày mai tới ngày nhận phòng rồi đó. Ừ, anh nhắc em mới nhớ á, lâu quá rồi mà. Thì quỷ cũng được, nhưng mà mình mất tiền cọc á, 2 triệu á. Trời, sao uổng quá vậy? Tại lúc trước á, em là người muốn đi, cho nên anh qua đây hỏi ý kiến em xem sao. Mà anh có muốn đi không? Nếu như em đi á thì anh sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng mà em với anh ly dị rồi, tự nhiên đi du lịch chung với nhau thấy hơi kỳ á. Cũng kỳ thiệt. Thôi, để anh quỷ nha. Em khoan đã. Quỷ á thì tự nhiên thấy uổng quá. Nếu như anh không có ngại á thì mình cứ đi với nhau nha. Ừ. Vậy thì mai đi sớm nha. Để lát anh về anh đặt xe. Bà Diệu Hiền này đi đâu tới giờ này còn chưa có về nữa. Bà đi mua đồ gì mà tới giờ này mới về vậy? Tôi về lâu rồi. Mà tại tôi thấy bà thầy Phúc qua cho nên để cho hai người nói chuyện. Nè, tôi với ảnh á đang định đi chơi xa với nhau á. Mà tôi đang phân vân quá à, không biết có nên đi hay không nè. Có vui mà, bà đi. Tại vì hai đứa ly dị rồi mà đi chung với nhau á, tôi thấy kỳ kỳ sao á. Thật ra tôi thấy bà với thầy Phúc chỉ là ly dị trên giấy tờ thôi mà, chứ hai người còn tình cảm với nhau lắm. Hay là không mấy, bà với thầy Phúc vì cô Bo mà quay lại với nhau đi, chứ con cái mà lúc nào cũng cần có ba mẹ đầy đủ hết á. Thôi tới đâu hay tới đó vậy. Mình nè, Noel này á, bà có kế hoạch gì chưa vậy? Rồi, tôi có rồi. Hả? Nhỏ bạn tôi á, nó giới thiệu đồng nghiệp của nó cho tôi. Cho nên tính đi gặp nhau coi làm sao nè. Trời ơi, sắp có bồ rồi nha. Alo. Sao? Ây da, ha ha, tuyết đã phủ đi tay ta, ha ha ha. Ê, ông già Noel xin chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi nhà và đức nhà, nhất là trong nhà tôi. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây cùng chung vui với gia đình tôi nhân dịp Giáng sinh này. Cảm ơn, nhất là các cháu nhỏ. Vui quá đi. Đẹp quá đi. Nè, chụp miếng trước đường lòng đó nè. Chụp ở đây. Rồi,
quá vui, quá vui. Vui quá rồi, chúng ta cùng đi vòng tròn đi. Da 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 da. Ôi ôi. Alo. À, Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ. Hả? Ủa cái gì? Nói lại. Thiệt vậy hả? Có phá sản chứ không phải là sắp nhập là... Phải không? Trời đất ơi. Single bell, single bell, single bell. Chúa cái gì? Cái gì vui vẻ đâu? Nè, hãy ở đây. Ông cái gì vậy? Ông la nó vậy? Phải la nó chứ. Cái gì vậy? Nó làm phá sản tôi rồi. Nó nói là cái chỗ đó được mua cổ phiếu xong, bây giờ cái chỗ đó không có xác nhận, mình làm phá sản rồi. Làm sao ba tự nhiên? Là sao đó? À, ông xin lỗi các con, bởi vì đáng lẽ ra ông già Noel phải là người yêu thương mọi người, nhất là các em nhỏ, và người hiền hòa, phải không nào? Nhưng mà ông nói cho các con nghe, không quýnh không được. Xin lỗi các con, ông ngàn lần xin lỗi các con. Đáng lẽ ra ông già Noel phải là người hiền hòa, yêu thương trẻ nhỏ, yêu thương mọi người, và nhất là yêu cô Tuần Lộc. Mày, ôi trời đó. Mày ơi. Không, để ông ông xin lỗi lần nữa, bởi vì không được tán gia bại sản nhà ông Noel. Tại vì thằng mày ơi, trời ơi, mày ba, trời ơi, kỷ niệm Giáng sinh của gia đình mình là vậy hả ba? Tôi xin lỗi mọi người, tôi xin lỗi tất cả. Nhưng mà phải chết, mày phải chết. Alo. Dạ, tôi gọi để mà tôi xác nhận là chiều mai tôi nhận phòng nha. À mà khoan chị ơi, tôi muốn đặt thêm rượu vang, hoa hồng với nến nữa nha chị. Dạ dạ, cảm ơn chị. Noel này vui rồi. Anh nghe nè, anh đang đường về nè. Hả? Em nói gì? Em không đi được. Được rồi, đợi anh, đợi đi. Anh lên nói chuyện vậy nhá. Đã quyết định đi gặp người khác rồi là không có được buồn nữa. Noel là phải vui, không có được buồn. Em nói vậy là sao? Anh đặt phòng mua vé hết rồi, bây giờ nó không đi được. Như vậy là sao? Tại vì bên nhà sản xuất nói là không chịu bài hát đó, bắt em phải viết lại bài hát mới. Mà bây giờ họ đầu óc em đang rối nùi à, đâu có tâm trạng đâu mà để đi du lịch chứ. Tại sao em không bao giờ thay đổi được cư xử thành thật vậy hả? Cái này là chuyện công việc mà, là chuyện bất khả kháng chứ em cũng đâu có muốn vậy đâu. Không muốn cái gì? Bây giờ em cứ nói thôi, cho thêm vài ngày đi. Rồi em ra Vũng Tàu em viết, lúc đó anh phụ cho. Anh biết là em không bao giờ làm được hai chuyện cùng một lúc mà. Lúc nào em cũng nghĩ cho em thôi, tại sao em ích kỷ vậy? Em có ích kỷ đâu, em chỉ nghĩ cho công việc thôi chứ bộ. Công việc của em suốt ngày viết những bài nhảm nhí vậy đó hả? Em tỉnh mộng rồi đi, không bao giờ ai chú ý tới bài hát của em đâu. Đối với anh á, đây là mấy thứ nhảm nhí, nhưng đối với em á, đó là công việc, là uy tín của em nữa. Em đã hứa với người ta rồi, những cái chuyện này đối với em rất là quan trọng. Quan trọng quá ha? Quan trọng hơn tôi với cô Bo hả? Nè, đi xin á, cô không thèm nói tới một tiếng, về trong âm thầm. Cô nghĩ đi, cô xứng đáng làm mẹ của Bo hay không? Nè, tôi không xứng đáng làm mẹ, và anh xứng đáng làm ba nó lắm. Anh có nhìn lại bản thân mình chưa? Chính anh á là người đã gây tôi ra nông nỗi như vậy. Nè, anh có nhớ là hồi xưa lúc chưa cưới anh hứa cái gì không? Anh còn nói là anh sẽ ủng hộ tôi theo con đường nghệ sĩ mà. Đương nhiên rồi, trong cuộc sống vợ chồng phải có những sự thay đổi chứ. Đúng rồi, thay đổi đó. Anh đang biến tôi trở thành người ăn kẻ ở cho anh nè. Nè, hồi xưa tôi chưa muốn có con, chính anh là người dùng ba mẹ để ép buộc tôi nha. Cái gì ép buộc? Cái hồi đó cô từ nguyện gì đâu ép buộc được sao? Tôi không bao giờ muốn vùi lấp đời mình vô công việc nội trợ hết trơn á. Chính anh là người ép buộc của tôi còn có cuộc sống riêng của tôi nữa chứ. Tỉnh mộng lên đi cô. Cô tưởng cô vĩ đại hả? Dạ, anh nói vậy là có vợ thì biết đi, có vợ thì biết những cái bài tầm cỡ quốc tế đi hả? Thôi mà, làm ơn đi, hai người làm ơn đừng có gây nhau nữa mà. Tôi biết rồi, tôi nhớ lại rồi,
tại sao hồi xưa mình phải ly dị rồi? Ly dị để chấm dứt cái cuộc sống không hợp nhau vậy nè. Đó là cách tốt cho cả hai đó. Tôi cũng nghĩ y chang vậy đó. Nãy giờ tôi nói bà có nghe gì không vậy? Hiền. 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 Trời ơi, đi hẹn hò mà sao cứ như người mất hồn vậy? À, hay là bà có ai rồi mà bà giấu tôi phải không? Đâu có. Đâu có đâu. Nè, tôi nói nghe nè. Cái người mà tôi giới thiệu cho bà á, cái anh đó được lắm. Anh đó anh tốt quá. Cố gắng lên nha, thoải mái lên. Thôi bà, mấy cái chuyện tình cảm đâu phải mình muốn ráng là ráng được đâu. Ô, anh Hoàng. Anh Hoàng tới rồi kìa. Hả? Anh Hoàng anh tới rồi kìa. Mày ngồi đi chơi nha. Bà đi đâu? Cứ lại tìm hiểu đi, anh thoải mái lắm. Thôi đi bà ơi. Bà đi về rồi tụi ở đây tôi đâu có biết nói gì đâu. Vậy vui thì tối kể tôi nghe. Anh Hoàng, ở bên đây nè. Đừng có kêu, đừng có kêu. Cô à. Cô có vậy cô? Dạ phải. Anh Hoàng hả? Ai ai đi mời anh ngồi. Anh ngồi đi. Tôi là Hoàng. Bữa nay đường kẹt xe quá lên tới trễ. Không sao. Anh uống gì ha? Thôi uống cái ly này của bạn em đi. Kêu uống thôi. Dạ. Phải kêu nước khác hả? Anh đi có một mình hả anh? Anh có đặt rượu tối nay đúng không anh? Đúng rồi. Tôi đã mang lại cho tôi đi. Dạ, chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ. Cảm ơn cô. Tôi nghe nè cô Hiền. Thầy có một mình mà thầy cũng đi nữa hả? Biết sao giờ. Lỡ xin phép nghỉ rồi phải đi thôi. Chứ ở nhà mình làm gì? Mà cô Hiền nè, cô nghĩ chuyện tôi với Kim Chi kết thúc chưa? Chuyện đó em cũng không biết nữa. Chắc là thầy buồn lắm hả thầy? Cũng hơi hơi thôi. Phải chi bây giờ có người ở đây bầu bạn với tôi ha? Mà thôi. Dù sao thì chúc cô Giáng sinh vui vẻ. Dạ. Merry Christmas thầy. Em đợi không? Mình kêu gì anh nha. Dạ bây giờ em có công chuyện phải đi gấp rồi. Hẹn gặp lại anh sau nha. Merry Christmas. Em. Cái này được nè. Vừa đẹp mà vừa sáng nữa. Thôi. Áo đầm gì mà đỏ chét à. Mặc lên trên người á nhìn chói nhìn chết. Em nghĩ hả em mặc cái này không đẹp đâu. Em thích cái bên kia kìa. Anh qua đây xem thử. Trời ơi. Anh nhìn thấy không? Mặc lên trên người á bảo đảm vừa đẹp vừa sang trọng. Em quyết định luôn. Em lấy cái này. Người gì đâu mà tự ý mình quyết định không? Đâu nói gì? Cái này cũng được. Cũng dễ thương. Đẹp ha. Em biết mà. Em biết em ngựa cái đẹp mà.
Anh thấy sao? Em đẹp giống như một thiên thần vậy đó. Em thì lúc nào mà chả giống như thiên thần. Không, hôm nay em mặc bộ đồ cưới này vô, vẻ đẹp của em càng tỏa sáng. Anh dám chắc với em trong năm nay không có cô dâu nào đẹp bằng em đâu. Xạo quá à. Anh nói thiệt. À, cô dạ. Cần tôi chờ cô để chở cô về Sài Gòn không? Dạ khỏi, dạ khỏi. Cảm ơn chú. Một mình mà anh cũng đi tới đây nữa. Em cũng sợ anh thiệt á. Cuối cùng em chưa đến hả? Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với anh. Nhưng mà em cũng đã cố gắng hết sức để có mặt ở đây rồi. Không cần phải xin lỗi đâu. Thôi lên phòng trước đi. Khoan đã. Em có chuyện muốn nói với anh. Chắc là không phải đâu. Hả? Mình lên phòng nói chuyện đi. Thôi, em muốn nói chuyện này ở đây. Cô ơi cô, có phải cô gọi taxi không cô? Dạ con gọi đó chú. Ủa chú hồi nãy nè. Là cô hả? Sao cô không chơi nữa mà cô về sớm vậy cô? Đây chứ không có vui chú ơi. Trời ơi, hèn chi nhìn mặt cô buồn quá. Dạ thôi, chú chở con về Sài Gòn hả chú? Dạ, mời cô lên xe. Thật ra em cũng từng nghĩ đến chuyện hai đứa mình có thể quay lại với nhau, nhưng suy cho cùng em thấy tốt nhất mình đang như thế nào thì cứ để như vậy đi. Ý em là nếu như mình thích á thì mình gặp nhau, còn mình không thích thì mình đang nói sống cuộc sống của người đó, có được không anh? Nếu như mà người kia có người mới thì mình cũng có thể chúc phúc cho người đó mà. Em muốn tụi mình là bạn sau khi tụi mình đã ly dị hả? Em nghĩ đây là trò chơi đơn giản vậy thôi sao? Anh hiểu rồi. Em nói đúng. Mình không nên mắc lại sai lầm đó lần nào nữa. Tại vì anh, mỗi lần nhớ lại quá khứ, anh toàn nhớ những kỷ niệm đẹp, mà anh quên mất tại sao mình phải ra nông nổi như thế này. Sao? Em còn gì để nói nữa không? Bình thường. Em muốn sao vậy đi. Alo anh Hoàng hả? Anh đang làm gì vậy? Em
em nhớ anh quá cho nên mới gọi cho anh nè. Mình chính thức hẹn hò nha. Em trở thành bạn gái anh rồi đó. Mình đi ăn đi uống gì không anh? Xin lỗi, tôi bận rồi. Dạ, em hiểu rồi. Mà đi chết mất, thằng bất tài. Quân tử, đi với ta đi, đi khỏi ngựa nha, ta chờ nha. Người ở trong đó không được nữa, nó tồi túng, chật chội khó chịu lắm. Đúng rồi, la lớn ra. Cô la lớn hơn nữa đi, sẽ vui hơn đó. Tại sao cô lại thích chú của em? Cô có thích chú của em đó. Ông mà lạng hoạn nha. Đón xem tập 34 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 16 tháng 3 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh.